Hello mọi người, hôm nay với Ly Chu qua báo ông Thiệu Tông lấy hai con cá ra quay clip nè. Đây là lúc mà trước khi thảm họa ập đến. Đây, trời chuyển đen rồi mà cũng ngựa lắm, lì lắm, đứng lại chụp hình chụp ơ rồi đó. Rồi trời mưa nặng hạt xong mới xách cái mông lên chạy thấy mịa luôn nè mọi người. Nghĩ cũng gần tới rồi nên ráng chạy về nhà luôn chứ không chịu dừng lại mua áo mưa đâu nha. Rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến thôi. Đường đông rồi còn bị lạc nữa nha mọi người. Khúc này tôi còn lo cho con em tôi còn dặn nó coi chừng trơn nha nữa. Xong rồi lại tiếp tục cắm đầu chạy thấy mịa luôn. Chạy lố luôn showroom của ông Thiệu Tông luôn nè mọi người. Mưa xối xả không thấy được cái showroom đâu luôn á mọi người. Hello mọi người, tôi đã lát đường mà tôi không hiểu sao tôi thấy con em tôi nó chạy ngang luôn mọi người. Ủa? Gì vậy? Đường to quá nó không thấy đường. Nãy giờ tôi về đây cũng 15 phút rồi mà tôi không thấy tung tích con em tôi đâu nữa. Bây giờ tôi không biết cái nào không trời nào mọi người. Vừa rồi nó mới gọi điện có một điện thoại của ai nó gọi cho tôi. Ủa? Gì vậy? Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau. Em không hề nhìn thấy cái này, em thề với chị là không hề. Thấy hai ta đang chuẩn bị quay lại cứu mày. Thành lên băng kẹt giờ ráo nó thừa biết không? Trời ơi, nhìn thấy chị em tôi nè mọi người. Quá trời nó đó mà. Giờ không thấy hai con cá này. Hai con cá thứ hết. Kiếp nạn thứ 82. Anh chị em nào có mua xe thì nhớ ghé Thiệu Tông để được tắm chung với cá giống như tôi nha.